Cô được mệnh danh là người khiến người khác quay nhất trong lịch sử phần 3. Trish luyện bộ môn phi thẻ bài đã 20 năm. Aoi lại thành công trong lần thử đầu tiên. Trish nói rằng thử thách tiếp theo càng khó hơn, những quân bài phía sau giống như những lưỡi dao sắc bén. Kèo này căng à, Trish chỉ có thể dùng chiêu lớn, nghệ thuật tổ truyền. Lần này ngay cả bản thân anh ấy cũng không làm được, cần dựa trên công nghệ, thời gian và địa điểm đều hòa hợp. Sau 5 giờ chiến đấu ác liệt, thử thách tiếp theo là thử thách khó khăn nhất lịch sử, được biết đến như một nhà tiên phong trong giới của Nhật Bản, giành chức vô địch trong hội nghị nhào lộn thế giới năm 2018. Không ngờ lần đầu tiên Aoi lại thành thạo như vậy, sau đó độ khó tăng lên, không ngờ chỉ cần luyện tập 3 phút, nghệ thuật truyền thống, thử thách khó nhất. Cái biểu hiện này không cần nói nhiều nữa, 30 phút trước còn nghĩ là làm khó được cô ấy, nhưng 10 phút đã trôi qua, nhìn biểu hiện của người thử thách cũng tội, mà thôi cũng kệ, cứ lần nào thực hiện thử thách Aoi cũng nhanh chóng vượt qua, con đường làm người khác quê đội quần của Aoi vẫn tiếp tục.